Xin chào các bác và anh em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong những chuỗi video để hướng dẫn cũng như là chia sẻ những cái phương pháp để chúng ta có thể làm chủ được giọng hát của chúng ta khi chúng ta hát những bản karaoke, và đặc biệt là trong những nhu cầu bây giờ thì chúng ta hát những bản karaoke nhạc vàng rất là nhiều. Em rất là mong muốn là đưa được những cái gì bản thân em đã đúc rút cũng như là học hỏi được và hướng dẫn cho các bác, để chúng ta sẽ là một trong những cái cộng đồng chơi âm thanh và ai cũng phải là người biết hát, ai cũng phải là người hát hay. Đấy là một cái sự mong muốn rất là lớn của những đơn vị bán hàng âm thanh như bên em. Khi chúng ta mua những cái bộ thiết bị về hay rồi, tốt rồi, chất lượng rồi, đắt tiền rồi, nhưng giọng hát của chúng ta mà nó không đáp ứng được thì chúng ta cảm thấy nó rất là phí. Và hơn nữa thì chúng ta muốn thể hiện những cái tình cảm của chúng ta đưa vào trong câu hát cho những người xung quanh, người thân, anh em, bạn bè nghe, và rất mong muốn người ta phải có một cái sự gì đấy rung động, cái gì đấy phải nán lại ở trong lòng, trong trái tim của người ta, thì chúng ta nên điều chế, điều tiết cũng như là học hỏi thêm một chút để chúng ta có được một cái giọng hát nó đúng nghĩa là một người biết hát. Chưa cần thiết phải là hát hay thì nó sẽ phải có những cái yếu tố đi kèm, nhưng mà bây giờ chúng ta quan trọng nhất là chúng ta phải là người biết hát, hát như thế nào cho đúng nhạc, đúng nhịp, đúng giai điệu, đúng ngữ pháp, và đặc biệt phải đưa được cái tình cảm của chúng ta cho người nghe. Ngày hôm qua thì bên em cũng có một video và nói về cái chủ đề những cái yếu tố đầu tiên thì chúng ta cần phải có một cái hơi thở thật tốt, và chúng ta nghe nhiều để chúng ta biết được cái giai điệu, nhịp phách của bài hát đấy nó như thế nào, và có một cái video hướng dẫn là các bác phải cầm mic như thế nào để cho nó đúng, để giọng hát của chúng ta nó bộc lộ được hết cái khả năng, cũng như là loa máy của chúng ta nó sẽ đưa được tất cả các giải của giọng hát của chúng ta ra loa. Đấy. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút, nói về một bài hát nào đấy. Ngày hôm nay thì sẽ là nói về một cái phần chuẩn bị tiếp theo cho một phần thể hiện karaoke. Tức là chúng ta phải, sau khi chúng ta đã nghe rồi thì chúng ta nghĩ nhiều hơn một chút về vấn đề ca từ. Ca từ ở đây thì nhạc sĩ người ta đã sáng tác, người ta đã viết lên những cái giai điệu nhỏ như vậy, ca từ như vậy, thì người ta sẽ có cái mục đích của người ta. Và đương nhiên là chúng ta là người nắm bắt, và chúng ta đang mượn những cái hồn, mượn những cái tình cảm của tác giả để đưa cho người nghe. Người mình là người truyền tải. Chính vì vậy chúng ta phải hiểu được người nghe đang muốn nghe cái gì và tác giả đang muốn nói cái gì. Và chúng ta sẽ dựa trên những cái khả năng của chúng ta. Những cái nhu cầu đấy thì chắc chắn là sẽ có những phương pháp, và những phương pháp ngày hôm nay em muốn nói đến các bác. Thứ nhất là chúng ta đọc cho em cái lời của bài hát. Lời của bài hát để chúng ta nắm được là cái câu này tác giả đang muốn nói về vấn đề gì, muốn chúng ta hát như thế nào, để chúng ta có thể dựa trên những cái đấy để chúng ta bộc lộ được tốt nhất. Vâng, và một trong những cái phương pháp rất là hiệu quả mà em cũng đã từng truyền tải cho rất là nhiều các bạn muốn học hát, đấy chính là việc chúng ta đọc cái lời của bài hát. Đọc ở đây, đầu tiên thì chúng ta đọc theo đúng như là đọc văn. Ví dụ là: con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn mùa xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Ví dụ như vậy, chúng ta đọc một cái đoạn văn cho nó hay. Sau đấy thì chúng ta lại tiếp tục đọc, nhưng mà đọc trên cái nền giai điệu, đọc vào giai điệu. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nước. Ví dụ là như vậy, chúng ta đọc những cái phần giai điệu như vậy để chúng ta, thứ nhất là chúng ta biết được cái lời đấy nó chuẩn, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng nó phải chuẩn. Và thứ hai là chúng ta sẽ chuẩn được cái giai điệu. Giai điệu ở đây thì rất là nhiều các bác hay luyến từ nốt nọ sang nốt kia, nhưng mà nó không vào hòa thanh, thành ra là mình nghe nó có cảm giác bị chênh phô. Chính vì vậy khi phương pháp đọc như thế này, đọc giai điệu như này, thì chúng ta sẽ biết được cái nốt chính của nó là nốt gì, đúng hay sai chúng ta nhận biết rất rõ. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nước, thì chúng ta nhận được, biết được những cái nốt đấy là những nốt như thế nào. Và cái cách để chúng ta hát được hay nhất đấy chính là chúng ta hát bằng chính cái giọng của chúng ta, bằng chính cái tình cảm của chúng ta. Chúng ta không nên bắt chước bất cứ một ai, thực sự không nên bắt chước bất cứ một ai, tại vì mỗi người có một cái cấu tạo về cơ thể, về cái vòm hàm, về cái dây thanh nó khác nhau. Và cái hay là cái hay mang cái chính cái của mình đưa ra. Còn đối với những cái dòng nhạc bolero, nhạc vàng, nhạc quê hương đất nước thì chúng ta cần phải chân chất, chúng ta cần phải mộc mạc thì nó mới hay. Chúng ta không thể mang những cái phương pháp của hát opera hay là hát rock để chúng ta
đưa vào những cái bản nhạc quê hương đất nước như thế này được, và chúng ta cần cái gì mộc mạc nhất, tức là những cái như em đang nói với các bác, tự nhiên. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Sau đấy nhá, chúng ta sẽ chú ý đến cái phần ngữ pháp. Con biết bây giờ. Bây giờ thì chúng ta không bao giờ chúng ta tách được bây với giờ rồi rồi. Mẹ chờ tin con. Đấy, thì chúng ta nên tách ra. Tại một câu hát muốn hay thì chúng ta phải có một cái sự nhấn nhá. Nhấn vào điểm nhấn là cái gì? Gọi là đưa cái phần tình cảm vào cái phần mình muốn nhấn, muốn cho người nghe cảm nhận được rõ nét nhất. Ví dụ, con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Đấy, như vậy thì gọi mẹ chờ tin con, và chúng ta đưa cái từ cái tình cảm của chúng ta vào cái chờ tin con. Đấy là một cái yếu tố của cái bài hát này. Cái chủ đề của bài hát này nó là như vậy. Đấy, ví dụ chúng ta phân tích là như vậy thì chúng ta sẽ hát được nó hay hơn, thành công hơn rất là nhiều. Và sau khi chúng ta đã đọc giai điệu hết một bài, chúng ta bây giờ chúng ta mới bắt đầu chúng ta hát. Các bác nhớ cho em tất cả những gì mà chúng ta tập lần trước. Khi chúng ta hát thì chúng ta để một cái trạng thái nó tự nhiên nhất. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mái đào nở vàng bên nương. Các bác có thấy không ạ? Tất cả những cái nốt, những cái chữ nào em hát rất là rõ. Như thế thì cái tình cảm mình đưa ra nó mới đúng, mà người nghe, người ta ngay lập tức người ta đã cảm nhận được ngay. Chứ chúng ta hát mà không rõ lời, người ta còn phải nghĩ xem là ông này ông vừa hát cái lời gì, thì cái tình cảm đến với người ta nó sẽ rất là chậm. Còn đôi khi người ta sẽ không hiểu, tại vì câu nọ sẽ trôi tuột sang câu kia, thì người ta không kịp, người ta bắt nắm bắt được cái tình cảm của các bác. Đấy, nó là như vậy. Còn hát bolero thì chúng ta nên chú ý cho em là cái sự mộc mạc, sự chân thành nhất, thì chúng ta sẽ có những vấn đề đấy. Đấy là về cái phần giai điệu, chúng ta tập giai điệu, chúng ta hát tình cảm thì nó là như vậy. Cái bài tập này thì chúng ta cần phải tập lâu. Tiếp theo, phần cuối video rồi, thì em cũng sẽ nói cho chúng ta qua một chút về nhịp phách. Bất cứ một bài nào thì nó cũng dựa trên một cái nền nhịp, một cái thể loại nhịp mà người tác giả người ta muốn đưa cho chúng ta hát, thì đương nhiên là chúng ta phải tuân theo cái tuân thủ đấy. Thì các bác trước khi hát thì thường thường bài nào hát nào cũng sẽ có một cái đoạn nhạc dạo. Nhạc dạo thì chính cái nhạc dạo đấy thì chúng ta có thể nhận biết được cái tông của bài hát đấy là tông gì, cái nốt đầu tiên vào của chúng ta hát nốt gì là đúng. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có được cái phần nhịp. Nhịp đầu tiên thì chúng ta sẽ gõ vào những cái nhịp phách mạnh đã, và cái câu hát đầu tiên ví dụ con biết bây giờ mẹ chờ tin con, chúng ta xác định rằng là chữ biết thì mới là cái chữ mà nó nằm ở trên phách mạnh, thì chúng ta sẽ hát theo như là như vậy. Ví dụ con biết bây giờ mẹ chờ tin con, chúng ta sẽ không hát là con biết bây giờ mẹ chờ tin con, như thế là ngược nhịp. Các bác nghe một lần ca sĩ hát thì các bác sẽ phân biệt được phách nào là phách mạnh, phách nào là phách nhẹ, và chúng ta sẽ dựa trên cái đấy thì chúng ta tập, và chúng ta sẽ có những cái phần thực hành trước khi chúng ta đưa vào những cái tín hiệu micro đưa ra loa máy, thì chúng ta có thể tự hát chay, bật nhạc nhỏ và chúng ta hát chay. Thì khi chúng ta hát đúng rồi thì lúc sau chúng ta sẽ bật thiết bị lên chúng ta hát, thì nó sẽ cảm giác nó sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Và một cái phương pháp tập nhịp đơn giản và hiệu quả nhất của tất cả các bác, cũng như là những người mà chưa có những cái thời gian để được học thanh nhạc, âm nhạc cơ bản, thì chúng ta hát theo ca sĩ. Đấy là một cái cách đập nhịp, học nhịp đơn giản nhất. Chúng ta hát theo ca sĩ, và đương nhiên là chúng ta vẫn phải xác định cái tay của chúng ta đưa xuống, xác định đâu là phách mạnh, đâu là phách nhạc, phách nhẹ. Ví dụ con biết bây giờ mẹ chờ tin con, ví dụ là như vậy. Chúng ta sẽ tập đều như thế này thì chúng ta biết được đâu là phách mạnh, đâu là phách nhẹ, thì đến lúc ta hát chúng ta nghe cái phần nhạc dạo thì chúng ta vào câu hát nó sẽ rất là dễ, cực kỳ đơn giản. Còn cái phần mà chúng ta bắt được tông nhạc thì cái đấy thì nó liên quan đến vấn đề năng khiếu. Khi chúng ta cảm thấy chúng ta sai, chúng ta phải lập tức chúng ta dừng lại ngay, và chúng ta phải tập như thế nào để cho nó đúng. Trước khi hát chúng ta phải nghe cho thật kỹ cái hòa thanh để chúng ta bắt được cái giọng, chúng ta phải tư duy ở trong đầu cái nốt như thế nào là nốt chính xác, thì chúng ta phải tập những cái vấn đề đấy, tập nghe trước, sau đấy thì chúng ta tập hát sau. Đấy là những cái vấn đề cũng như là những cái bài học tiếp theo trong những cái chuỗi video mà bên em muốn đăng tải cũng như là chia sẻ cho các bác. Và thời lượng video thì cũng đã dài rồi, thì em cũng xin phép được khép lại video tại đây. Và đương nhiên là ngày nào bên em cũng sẽ ra những video giới thiệu cũng như là đưa cho chúng ta những cái bài học
từ cơ bản nhất cho đến nâng cao. Rất là mong các bác đón nhận cũng như là theo dõi video nhiều hơn, để lại những phần comment mong muốn các bác bên em hướng dẫn các bác những cái vấn đề như thế nào, thì bên em sẽ chắt lọc lại và sẽ làm những cái video như vậy để cho chúng ta ai cũng là người có thể biết hát, ai cũng là có thể là người mà khi mua những thiết bị hay về rồi mà chúng ta không thể làm như nào cho hay được thì cái đấy là một cái rất là phí, và bên em không muốn cái điều đấy nó xảy ra một chút nào cả. Những người mà biết nghe biết hát thì cảm nhận đối với những thiết bị nó mới là tốt, nó mới là đúng, nó mới là chân thật. Bên em luôn luôn mong muốn những điều đấy xảy ra. Và các bác theo dõi video có những thấy video có cái sự bổ ích hay là cảm thấy sự hài lòng thích thú thì có thể like cũng như là chia sẻ, và đặc biệt là em rất là muốn để lại các bác để lại những lời comment nhận xét về cái phương pháp dạy của em, cũng như là để lại những cái lời yêu cầu, những cái mong muốn để chúng ta hoàn thiện hơn trong những cái nhu cầu hát karaoke nha các bác nhé.